Laudetur Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ tư ngày 5 tháng 5 gồm có Trước hết là bản tin, kế đến là sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi tin tức. Lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha sẽ dân thánh lễ với cộng đoàn Myanmar ở Roma, Vatican vào ngày lễ Chúa Thăng Thiên ngày 16 tháng 5. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ với cộng đoàn Myanmar ở Roma với ý chỉ cầu nguyện cho sự đối thoại và hòa giải trong đất nước. Chiều thứ hai ngày mùng 3 tháng 5, phụ giáo hoàng thông báo vào lúc 10 giờ ngày 16 tháng 5, lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu Myanmar đang sinh sống ở Roma. Thánh lễ sẽ được cử hành tại bàn thờ ngay tòa Thánh Phe-rô. Chỉ mới hôm Chủ nhật, tại buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, khi nói về truyền thống sùng kính Đức Mẹ trong tháng 5 và sáng kiến Kinh Mân Côi tại 30 đền thánh trên thế giới, Đức Thánh Trà đã đề cập đến sáng kiến của giáo hội Myanmar. Ngài nói, có một sáng kiến tôi rất quan tâm, sáng kiến của giáo hội Myanmar mời gọi cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi ngày, dân một kinh kính mừng khi đọc kinh Minh Côi hàng ngày Mỗi người chúng ta hãy cầu xin Mẹ Thiên Chúa nói với tâm hồn những vị lãnh đạo tại Myanmar để họ tìm được can đảm đi trên con đường gặp gỡ, hòa giải và hòa bình. Trước đó, từ ngày 1 tháng 2, khi quân đội lật đổ chính phủ, bà Aung San Suu Kyi nắm quyền kiểm soát đất nước, gây ra nhiều cuộc biểu tình, làm cho nhiều người chết. Đức Thiên Trà đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi đối thoại và hòa bình cho Myanmar, và Ngài đã nhiều lần kêu gọi người biểu tình không thực hiện các hành động bạo lực và chính quyền không dùng vũ lực đẩy lùi người biểu tình. Tại buổi tiếp kiến chung ngày 17 tháng 3, Đức Thánh Cha đã kêu gọi ưu tiên cho đối thoại trong cuộc xung đột và kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp sự trợ giúp cần thiết để nguyện vọng của người dân Myanmar không bị bóp nghẹt trong bạo lực. Đức Thánh Trà nhấn mạnh rằng, Một lần nữa, với nỗi đau buồn rất lớn, tôi cảm thấy cần cấp thiết nhắc đến tình trạng bi thảm tại Myanmar nơi mà bao nhiêu người, nhất là những người trẻ đang hy sinh tính mạng để mang lại hy vọng cho đất nước. Và gần đây nhất trong sứ điệp phục sinh Urbin E Urbin 2021, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ của Myanmar, những người đang nỗ lực vì một nền dân chủ, đang muốn bày tỏ quan điểm một cách hòa bình, và họ ý thức rằng sự thù ghét chỉ có thể được xóa tan nhờ tình yêu. Dự kiến, thánh lễ sắp tới do Đức Thiên Cha chủ sự sẽ có khoảng 50 linh mục và tu sĩ Myanmar đang học tập và làm việc tại Roma tham dự. Ngoài ra, còn có hơn 100 tu sĩ và giáo dân của Roma trước đây đã từng làm việc ở Myanmar cũng có mặt. Đức Thánh Cha chủ sự công nghị bỏ phiếu việc phong thánh cho cha Jacques de Foucault và sáu chân phước khác. Vatican, lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự công nghị hồng y công cộng diễn ra tại Dinh Tông Tòa với sự tham dự của các hồng y cư trú hay đang có mặt tại Roma để bỏ phiếu về việc tuyên thánh cho bảy chân phước, trong đó có cha Charles de Foucault. Bảy chân phước là những người hiến dân mạng sống đến mức tự vì đạo, là những người anh dũng thực thi đức ái và nhân đức kỳ tô giáo. Mỗi người đã góp phần mang chứng tá tin mừng cho thế giới. Các ngài sẽ được tuyên thánh trong thời gian tới, theo chương trình sẽ được ấn định sau. Đức ông Mi Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã nhận định, những vị trên phước này không chỉ được dân chúa ngưỡng mộ vì sự rạng ngời các nhân đức của các ngài, nhưng còn được cầu khẩn như những người chuyển cầu cho các ân sủng và phép lạ. Trên phước Jacques de Foucault là một quân nhân người Pháp, ngài đã rời xa đức tin từ thời niên thiếu, nhưng trong một chuyến thám hiểm đầy nguy hiểm ở Maroc, vào những năm 1883 đến năm 1884, một câu hỏi nảy sinh trong ngài, có thiên chúa hay không, lệ chúa của con nếu ngài hiện hữu hãy cho con biết ngài. Trở lại Pháp, Đờ Phô Cô tìm kiếm và xin một linh mục hướng dẫn. Sau đó, ngài hành hương đến đất thánh và ở đó, tại những nơi Chúa Kitô đã sống, ngài tìm thấy ơn gọi của mình, dâng mình hoàn toàn cho Thiên Chúa, noi gương Chúa Giêsu trong cuộc sống ẩn dật và âm thầm. Ngài được thụ phong linh mục năm 43 tuổi và sau đó trở về sa mạc Sahara ở Algeria, sống cuộc đời chiêm niệm, cầu nguyện và học hỏi kinh thánh, với ước muốn trở thành người anh em đại đồng của mọi người. Ngài bị một băng cướp sát hại vào ngày 1 tháng 12 năm 1916. Đức Biển Đức 16 đã tuyên phong Ngài lên bậc trên phước vào năm 2005. Trên phước từ đạo Lazarus, được gọi là Devasahayam, là giáo dân Ấn Độ đầu tiên được phong trên phước. Ngài là một bà la môn thuộc giai cấp chiến binh. Ngài theo công giáo và được mộ lên một dòng tên rửa tội vào năm 33 tuổi và đã lấy tên là Lazarus khi trở thành một Kitô hữu. Trong các lần giảng dạy, Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự bình đẳng của tất cả mọi người, bất chấp sự khác biệt về đẳng cấp. Điều này khiến cho các tầng lớp cao hơn thù ghét Ngài và đã bắt Ngài vào năm 1749 sau khi chịu đựng những khổ cực ngày càng tăng. Ngài nhận được chiều thiên tử đạo khi bị bắn vào ngày 14 tháng 1 năm 1752. Trong số bảy chân phước sẽ được tuyên thánh, còn có ba lên mục và hai nữ tu là các đấng sáng lập các dòng tu. Đức Thích Cha sẽ khai mạc hội nghị về khủng hoảng dân số của Ý. Vatican Vào ngày 3 tháng 5, Vatican thông báo rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ khai mạc một hội nghị về khủng hoảng dân số mà Ý và các quốc gia khác đang đối mặt khi tỷ lệ sinh sản ở nước này xuống thấp đến mức kỷ lục. Hội nghị được diễn đàn dành cho các hiệp hội gia đình tổ chức vào ngày 14 tháng 5 tới đây tại Roma. Theo một thông cáo của diễn đàn, Sáng kiến trực tuyến này sẽ nói về cuộc khủng hoảng dân số đã trở nên trầm trọng hơn do đại dịch đang khiến cho hơn một triệu gia đình ở Ý trở nên nghèo hơn. Các cuộc họp trực tuyến nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh sản ở châu Âu và đặc biệt là ở Ý, suy giảm trong vòng 50 năm liên tục và những khả thể để đảo ngược tình trạng này. Việc thống kê quốc gia của Ý dự đoán rằng quốc gia này sẽ chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về số ca sinh trong những năm ngay sau đại dịch virus corona vào năm 2019 tỷ lệ sinh ở Ý đã đạt mức thấp lịch sử kể từ khi Ý thống nhất vào năm 1861. Đức thiên tra Francisco đã mô tả đây là kết quả thê thảm của việc xem thường gia đình. Năm 2018 ngài nhận định rằng tỷ lệ sinh sản thấp của châu Âu là một dấu hiệu cho thấy các xã hội đang đấu tranh để đối mặt với những thách thức của hiện tại và do đó trở nên lo sợ hơn về tương lai với kết quả là họ phải tự gánh chịu. Mục tiêu chính của hội nghị sắp tới là đưa ra lời kêu gọi về trách nhiệm chung để đưa đất nước phát triển trở lại, bắt đầu với việc sinh con cái. Hội nghị sẽ quy tụ các chuyên gia và quan chức cấp cao của Ý. Một số bộ trưởng chính phủ sẽ tham gia, bao gồm bộ trưởng gia đình Elena Bonetti, bộ trưởng giáo dục Patrizio Bianchi và chủ tịch của vùng Lazio Nicola Zincaresti. Các nước châu Âu và Đông Á đã đối mặt với tỷ lệ sinh sản thấp từ nhiều thập kỷ và theo Ngân hàng Thế giới, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Puerto Rico, Ukraine và Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trong năm 2019. Quỹ PayPal Foundation tặng 9 triệu đô la cho các dự án bác ái Hoa Kỳ Hôm ngày 28 tháng 4, quỹ PayPal Foundation thông báo sẽ phân phát 9 triệu đô la cho các dự án bác ái của các giáo phận tại 64 quốc gia vào năm tới. Trong số các dự án được tài trợ, có các dự án xây dựng và sửa chữa các nhà thờ và trường học, các sáng kiến môi trường và giáo dục trẻ em nghèo. Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hồi đầu năm nay, tổ chức này cho biết việc xây dựng lại các cơ sở giáo hội ở Trung Đông là một yếu tố định hướng trong các khoản tài trợ năm nay. Quỹ PayPal Foundation có trụ sở tại Philadelphia và có sư vụ phục vụ Đức Thánh Cha và giáo hội qua Đức Tin, sức lực và các nguồn tài chính. Đức Cầu mi Sin malay Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tổ chức nói, Đức Thanh Trà đã xác định những vấn đề cấp bách trên toàn thế giới và quỹ PayPal Foundation cam kết làm việc tích cực để giải quyết các ưu tiên của Ngài là trợ giúp, giáo dục, chữa lành và cung cấp lương thực cho những người khốn khó. Ngoài việc cung cấp những nhu cầu cơ bản cho con người, tổ chức còn giúp tạo ra cơ sở hạ tầng vật chất để các tín hữu có thể lãnh nhận các bí tích và cử hành đức tin công giáo của họ trong số các dự án sẽ được tài trợ bao gồm xây dựng và sửa chữa nhà thờ, nhà nguyện, thư viện, phòng thí nghiệm và trường học, thành lập một trung tâm lọc máu cho một bệnh viện công giáo, mua thiết bị phẫu thuật cho một trường đại học sư phạm công giáo, giáo dục trẻ em khuyết tật tâm trí và trẻ em mồ côi, nhà ở của các tu sĩ nghỉ hưu, các sáng kiến về môi trường và cuộc chiến chống buôn người và khai thác tình dục. Hội thảo chống lạm dụng trẻ em ở châu Phi Madagascar, dòng tên vùng châu Phi và Madagascar đã tổ chức một hội thảo trên web về cuộc chiến chống lạm dụng trẻ em với khẩu hiệu và vỡ văn hóa im lặng về lạm dụng trẻ em ở châu Phi. Hội thảo được tổ chức trong những ngày vừa qua có sự tham gia của các chuyên gia, thành học gia và các học giả với tiêu đề Trẻ em châu Phi thúc đẩy văn hóa bảo vệ, chăm sóc và giám hộ trong giáo hội và xã hội. Các tham dự viên đã thảo luận về những thách đố được đặt ra cho giáo hội gia đình và xã hội châu phi đối với những vụ lạm dụng tín dục trẻ em và người lớn dễ bị tổn thương cũng như bổn phận của giáo hội và xã hội trong việc giải quyết vết thương này phát biểu tại hội thảo cha labrense Daka, dòng tên hiệu trưởng trường đại học thánh y nhã chisawasa thuộc tổng giáo phận harare nhấn mạnh rằng sự kiện tạo cơ hội cho cộng đoàn kitô các vị lãnh đạo và những người đang làm mục vụ có thể giải quyết hiện tượng này trong bối cảnh của châu phi một hiện tượng trong quá khứ không được lên tiếng và đã gây nhiều tổn hại cho giáo hội và xã hội theo cha daka sự im lặng này là điển hình và triệu chứng của nhiều thách đố đã gây đau thương và làm hoen mờ cam kết mà những người có trách nhiệm phải thi hành vì vậy để phá vỡ văn hóa im lặng này những người lớn và các vị lãnh đạo của cộng đoàn truyền thống châu phi phải có tiếng nói chung với các vị lãnh đạo của giáo hội và xã hội dân sự đồng thời về phía lãnh đạo giáo hội và xã hội không thể khoanh tay đứng nhìn nhưng phải tạo các điều kiện cần thiết để các nạn nhân thoát ra khỏi sự im lặng của họ Cha Đắc Ca còn nhấn mạnh rằng Để đạt được điều này, giáo hội cần có một ban lãnh đạo mới Không sợ đối diện với những vết thương của chính mình Nhưng để cho ân sủng chúa biến đổi Cha giám đốc nhắc lại trong tự sắc Vot esti lumundi Các con là ánh sáng thế gian Đức Thiên Cha đã bắt buộc không những phải tố cáo các vụ làm dụng Mà còn cả các hành vi che đậy các vụ làm dụng với trọng tâm là những hành vi lạm dụng của giáo sĩ, nạn ấu dâm đã được các tham dự viên phân tích theo bốn lĩnh vực. Công lý cho các nạn nhân và những người sống sót, phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, các nhân tố cơ cấu tạo điều kiện các vụ lạm dụng, và vì thế tái tổ chức các cơ cấu giáo hội và xã hội để bảo đảm công lý cho chính các nạn nhân và đảm bảo sự ngăn ngừa. Caritas Philippines và dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho người lao động. Manila Vào ngày 1 tháng 5, Lễ Thánh Du Xe Thợ, Caritas Philippines đã khai trương dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí phát trực tiếp dành cho những người lao động bị chủ lao động lạm dụng trong thời điểm đại dịch. Theo thông báo của Caritas, và mỗi thứ sáu cuối tháng trên trang Facebook của tổ chức, các luật sư chuyên về luật lao động sẽ sẵn sàng trả lời các câu hỏi do người lao động đặt ra về quyền của họ. Ông Jean-Louis Velandre, Luật sư của Caritas nói: Hiện nay có rất nhiều người lao động cần được hỗ trợ và tư vấn về pháp lý. Chúng tôi hy vọng ngày càng có nhiều người kết nối và tham gia với chúng tôi. Trong buổi phát trực tiếp đầu tiên vào ngày 1 tháng 5, có sự hiện diện của luật sư Sony Matola, chủ tịch của công đoàn Liên minh Công nhân Nagaysa, và Đức cha Proderic Papilo, Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Manila. Trong dịp này, Đức cha đã nhắc lại phẩm giá của lao động là trọng tâm của giáo lý xã hội của Giáo hội và điều này càng được chú ý hơn trong năm nay, năm Thánh Giuseppe. Cũng trong buổi phát này, luật sư Matula nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 đã làm cho điều kiện của người lao động ở Philippines ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt đối với nhóm người dễ bị tổn thương. Nhiều người đã bị sa thải, một số người bị đình chỉ công việc và không được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đã có nhiều vụ vi phạm nhân quyền từ phía những người sử dụng lao động. Đức cha Gerardo Aminasa, giáo mục San Carlos giải thích, lấy lý do tái khởi động kinh tế, người ta đã đặt sự an toàn và tính mạng của người lao động vào mối đe dọa. Vì vậy, giáo hội ủng hộ các yêu cầu của các công đoàn ở Philippines đối với chính phủ cho việc bổ sung khoản trợ cấp tài chính và các vật dụng y tế, cũng như tiêm vaccine cho người lao động. Để giữ cho nền kinh tế phát triển, chính phủ phải bảo vệ người lao động vì họ là huyết mạch của xã hội. Đức cha Kolekolin Bagaforo, giám mục Kidadawan, giám đốc Caritas, cho biết Caritas đã có một buổi thảo luận với sở lao động để tìm ra các giải pháp cho những người bị mất việc. Đức cha nói thêm: Chúng tôi muốn sử dụng các nguồn lực của nhà nước, các công cụ kỹ thuật có sẵn, không chỉ để tạo ra việc làm, nhưng còn để tạo ra các doanh nghiệp xã hội cộng đồng bền vững và có trách nhiệm hơn. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 5 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội An ninh, vấn đề nhức nhối ở Bay, Papua New Guinea Kính thưa quý thính giả, bên cạnh cuộc khủng hoảng sức khỏe virus corona khiến cho nhiều người chết, bạo lực và mất an ninh cũng là một nỗi đau trên toàn thế giới và không có dấu hiệu suy giảm, Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Du Xe Cao Viết Tuấn dòng Thánh Vinh Sơn, thừa sai người Việt hiện đang phục vụ tại Papua New Guinea, viết cho Vatican News tiếng Việt về tình hình an ninh ở tỉnh Minerva Bay, nơi cha đang phục vụ. Minerva Bay là một tỉnh nằm ở ven biển phía đông nam của quốc đảo Papua New Guinea, có diện tích đất hơn 14.000 cây số vuông và diện tích mặt biển khoảng 250.000 cây số vuông. Tại tỉnh này có hơn 600 hòn đảo, trong đó có khoảng 160 đảo có người sinh sống với dân số khoảng 276.000, nói 48 thứ tiếng khác nhau. Khác với đa số các bộ tộc ở Papua New Guinea theo phụ hệ, hầu hết các bộ tộc ở Milne Bay theo mẫu hệ với rất nhiều truyền thống đa dạng và phức tạp. Tin mừng được loan báo đến vùng Minipay vào năm 1852 với những nỗ lực của Hội giáo hoàng truyền giáo hải ngoại do Đức ông Paulo Reina làm phủ doãn tông tòa. Tuy nhiên, do thời tiết khắc nghiệt, cộng với sự chống cự của dân bản địa rất hung hãn, công cuộc loan báo tin mừng chưa gặt hái kết quả. Sau cuộc tử đạo của vị chân phước linh mục, 27 tuổi, cha Giovanni Masucconi bị dân bản địa tấn công và ăn thịt vào tháng 9 năm 1855. Năm 1856, các nhà thừa sai ở đây đã rút lui. Sang đầu thế kỷ 20, các thừa sai thánh tâm tìm cách đi đến vùng Mindanao và năm 1932, giáo điểm đầu tiên được thiết lập tại Sidiya. Năm 1946, phủ doãn tông tòa Samarai được Đức Thánh Cha Pio 12 thành lập, tách ra từ hạt đại diện tông tòa Asia, ngày nay là tổng giáo phận Port Moresby. Năm 1956, Đức Pio 12 nâng phủ doãn tông tòa lên thành hạt đại diện tông tòa và năm 1966, Đức Paulo 6 nâng nó lên thành giáo phận và có tên là Sidia, nơi có nhà thờ chính tòa và tòa giám mục. Năm 1974, nhà thờ chính tòa và tòa giám mục được dời về Alotau và năm 1975, giáo phận nhận tên Alotau Sidea như hiện nay. Giáo phận gồm 20 giáo xứ với khoảng 70.000 người công giáo. Giám mục hiện tại của giáo phận là Đức cha Rolando Santos dòng Vinh Sơn, được Đức Giáo hoàng Vĩnh Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận ngày 6 tháng 4 năm 2011. Đức cha sinh tại Philippines ngày 21 tháng 3 năm 1949, gia nhập dòng năm 1966, khấn trọn đời năm 1971 và được thụ phong linh mục ngày 1 tháng 6 năm 1974. Từ năm 2001 đến 2008, Ngài được gửi đến Papua New Guinea và làm linh hướng và quản lý của Chúng viện Tổng giáo phận Port Moresby. Từ năm 2008 đến 2009, ngài là tổng thư ký hội đồng giám mục Papua New Guinea và quần đảo Salomon. Từ năm 2009, ngài làm giám tỉnh của dòng Vinson ở Philippines và các vùng truyền giáo ở Papua New Guinea và quần đảo Salomon. Trước đây, Mina Bay được xem là một trong những tỉnh bình yên của Papua New Guinea, nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, tình hình an ninh ngày càng trở nên tồi tệ do sự hoành hành của các nhóm cướp biển và cướp cạn những chuyến tàu từ các đảo đi vào đất liền thường xuyên bị cướp biển tấn công. Ở trong nội thành và các vùng lân cận, người dân luôn luôn sống trong sự nơm nớp lo sợ bị cướp tấn công. Các nhà thờ và các nhà dòng ở các đảo cũng là đối tượng mà các nhóm cướp nhắm tới. Chỉ trong năm vừa qua, nhà sứ ở Syria bị cướp tấn công hai lần. Mỗi lần cướp dùng súng để uy hiếp các cha các thầy ở đó và lấy đi tất cả những gì có trong nhà xứ, gồm có tiền bạc, quần áo, thiết bị điện tử, lương thực thực phẩm dự trữ, vân vân. Ngoài ra còn có thêm một vụ tấn công khác vào một chuyến tàu chở hàng về giáo xứ, lấy đi tất cả những gì có trên tàu. Gần đây, vào đêm 18 tháng 3, một nhóm khoảng 50 tên cướp đã chiếm lĩnh khu vực trung tâm thành phố. Chúng ngang nhiên đi lại, nổ súng và lá ó trên các con đường của thành phố. Cảnh sát của tỉnh với nhân sự ít ỏi đã hoàn toàn bất lực trước sự khiêu khích của các tên cướp đến khoảng 2 giờ sáng, chúng đã phá cửa và tấn công vào nhà khách của các linh mục trong giáo phận. Các ngài đang tập trung về tòa giáo mục để họp và tham dự lễ truyền dầu. Chúng đã đánh bị thương một số linh mục khiến phải nhập viện để chăm sóc các vết thương, đồng thời lấy đi nhiều máy tính, TV, điện thoại, động cơ ghe và các tấm năng lượng mặt trời, vân vân. Tổng thiệt hại khoảng 30.000 đô la. Một điều khó tin là, Chúng đã mượn chiếc xe bán tải của một cha để chở những gì chúng lấy được ra bờ biển. Sau đó chúng trở lại để trả xe và trả chìa khóa trước khi lên các ghe máy để tẩu thoát. Tuy hoảng sợ vì các vụ cướp bóc, các linh mục và các phó tế cảm thấy có trách nhiệm với cộng đồng trong việc hoàn thành sứ vụ mục vụ của họ trong tuần thánh và phải trở về các giáo sứ. Theo đức cha Rolando Santos, giáo mục giáo phận Alotau Sidia, chia sẻ với hãng tin Fides rằng, cần có một cuộc đối thoại giữa chính phủ, các nhóm tội phạm hoành hành trong khu vực đang gieo rắc bạo lực và tàn phá với giáo hội và những người dân nói chung về cách khôi phục hòa bình và trật tự cho Alotau. Những khác biệt cần được giải quyết một cách hòa bình và cần tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi người. Trên tất cả, chúng ta cần cầu nguyện và cần khẩn cầu sự giúp đỡ và sự tha thứ của Chúa. Hy vọng sẽ có một ngày mai tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta cùng hành động nhưng lời kêu gọi của Đức cha Santos chưa được lắng nghe, chính quyền chưa hành động, lực lượng an ninh yếu kém cộng với nghèo đói đã tạo điều kiện cho các vụ bạo lực không ngừng xảy ra tại Minabey. Đến đầu tháng 4, một nhóm thanh niên đã đột nhập vào bệnh viện tỉnh để bắt cóc cô y tá trực đêm ở đó, đưa đến một nơi hoang vắng và bạo lực. Do chính quyền không có phản ứng thỏa đáng, ban giám đốc bệnh viện đã quyết định đình công, đóng cửa bệnh viện yêu cầu cảnh sát và giới chức trách có hành động nhưng có lẽ không ai hy vọng gì vào một cuộc điều tra nghiêm túc người dân biết rõ ai là thủ phạm và chúng vẫn đang ngang nhiên đi lại trong thành phố nhưng vấn đề là không ai ra tay hành động không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra khi bệnh viện duy nhất của tỉnh bị đóng cửa sau đó vào khoảng 2 giờ sáng thứ hai sau Chúa Nhật Chúa Chinh Lành vừa qua, một nhóm thanh niên cũng đã đến trường trung học Thánh Tâm Hajita tấn công vào nhà của các sơ nữ tử bác ái. Đang khi chúng tìm cách phá cửa để đột nhập vào nhà, lực lượng bảo vệ của trường cố gắng ngăn chặn bằng ná cao su cũng như đánh kẽn và hô hoán báo động, vì vậy chúng đã âm thầm rút lui. Chỉ cách đây mấy tháng, cũng tại trường trung học Thánh Tâm này, một nhóm cướp đã tấn công vào nhà cha Tuyên Úy, chúng chém ngài ở lưng, bụng và đầu, sau đó cướp đi nhiều tiền bạc và vật dụng có giá trị. Mới nhất là tối thứ năm, 29 tháng 4 vừa qua, một nhóm cướp rất đông có trang bị súng lại tấn công vào trung tâm thành phố Alotau. Trước sự kháng cự yếu ớt của cảnh sát và các lực lượng bảo vệ, chúng chiếm lĩnh toàn bộ khu vực thành phố đốt đồn cảnh sát, đốt cây xăng, đập phá và đột nhập vào rất nhiều cửa hàng tạp hóa, điện tử, nhà hàng để cướp phá. Sáng hôm sau, người dân chứng kiến khắp nơi vương vải đồ đạc, hàng hóa rơi vãi, các cửa hàng đầy máu me, các mảnh kín vỡ vụn, những cánh cửa bị phá tung, những chiếc xe bị đốt cháy, nằm ven đường. Hôm đó, toàn thành phố được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Học sinh nghỉ học, các cửa hàng, chợ búa đều đóng cửa, chính quyền tỉnh đã kêu cứu chính phủ trợ giúp. Sau đó, lực lượng cảnh sát đặc biệt cùng với quân đội đã được phái đến Alotau, thủ phủ của tỉnh Miner Bay, để duy trì trật tự. Ngay lập tức, lực lượng đặc nhiệm này đã bắt đầu truy lùng các băng cướp và dự kiến sẽ có những cuộc động độ đẫm máu trong những ngày sắp tới. Trước tình hình đó, Đức Tổng giáo mục giáo phận đã thông báo hoãn lại toàn bộ các chương trình hoạt động của giáo phận trong tháng năm này, bao gồm tỉnh tâm năm của Linh Mục Đoàn, các khóa bồi dưỡng dành cho các linh mục và giáo dân. Thậm chí lễ truyền chức linh mục và phó tế cũng hoãn lại cho đến tháng 10. Tuy dịch bệnh COVID-19 vẫn đang gia tăng ở Papua New Guinea nói chung và tỉnh Minabe nói riêng, nhưng vấn đề an ninh mới là điều khiến cho người dân lo ngại hơn rất nhiều. Mỗi lần bước ra đường là một lần thấp thỏm lo sợ. Mỗi buổi tối đi ngủ là một lần lo lắng, không biết đêm nay trộm cướp có ghé thăm hay không. Mỗi tối nằm trên giường với tiếng súng nổ bên tai, với tiếng la hét, tiếng đập phá, tiếng lửa bùng cháy, người dân chỉ biết đọc kinh cầu nguyện. Rồi đây không biết đến bao giờ, những người dân lương thiện ở Miner Bay mới được hưởng một cuộc sống đảm bảo an ninh tối thiểu. Đức giáo một giáo phận cũng đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện với Đức Mẹ trong tháng năm này, đặc biệt với Trần Hạc Mân Côi, để xin ơn bình an cho người dân nơi đây. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương chứng nhân Ơn gọi đan tu của nữ doanh nhân Montserrat Medina Martinez, người Tây Ban Nha Montserrat Medina Martinez là một kỹ sư đến từ Valencia, Tây Ban Nha Câu chuyện của cô là một trong những ví dụ cụ thể nhất về một người trẻ thành công ở châu Âu. Ở tuổi 36, cô có một thành tích đặc biệt Tạp chí Business Insider đã chọn cô là một trong 21 người trẻ Tây Ban Nha ở độ tuổi trên dưới 35 đang thực hiện cuộc cách mạng hóa thế giới khởi nghiệp. MIT Technology Review đã chọn cô trong số 10 tài năng hàng đầu năm 2017. Cô đã nhận được huy chương đồng tại lễ trao giải Steve dành cho phụ nữ trong kinh doanh. Ngày nay, trên trang LinkedIn của Montserrat Medina Người ta đọc được hàng chữ nữ tỳ của Chúa và theo đó là lời bình luận. Tôi rất lấy làm tiếc vì phải rời bỏ công ty Deloitte. Tôi quyết định để lại tất cả để đáp lại điều mà tôi tin rằng đó là tiếng Chúa để theo sát Người hơn. Tôi để lại cho các bạn chứng tá của tôi. Ở đó, tôi mở rộng con tim để với ơn Chúa, các bạn có thể hiểu được quyết định của tôi. Xin Chúa chúc lành cho các bạn. Medina đã quyết định trở thành một nữ tu. Thành công và tiền bạc không làm cho cô hạnh phúc thực sự. Và giờ đây nữ doanh nhân thành công đó khẳng định rằng cô đã tìm được kho báu, điều được nói trong tin mừng và muốn dâng mình cho Chúa trong một đan viện Thánh Augustino. Trước khi biến mất khỏi thế giới kinh doanh, Medina đã gửi một lá thư cho các cộng sự của công ty Deloitte, trong đó giải thích về quyết định của cô. Một bước mới đã mở ra trong cuộc đời tôi. Tôi tin rằng Thiên Chúa đang kêu gọi tôi bỏ lại tất cả để theo Chúa Giêsu gần hơn. Chính Chúa đã vén mở bức màn che mắt tôi và tôi bắt đầu hiểu rằng tôi đã nợ Thiên Chúa quá nhiều. Chúa đã thổi bùng trong tôi ngọn lửa nhu cầu yêu thương và phục vụ người. Tôi thường tự hỏi, làm cách nào tôi, một thụ tạo, có thể phục vụ và yêu thương đấng tạo hóa? câu trả lời đã xuất hiện từ bên trong nếu người gọi tôi nhân danh người tôi sẽ phóng mình cho cuộc phiêu lưu và từ bỏ tất cả để liên tục tìm kiếm người khuôn mặt người tôi không biết tại sao chúa lại tập trung vào tôi tôi không biết tại sao từ khi còn nhỏ mỗi chúa nhật khi đến nhà thờ tôi đã lắng nghe thánh ca cha đã đọc tên con vào thời điểm đó tôi không hiểu đó là một ân ban đặc biệt Tôi đã sử dụng tất cả tài năng của Chúa ban cho tôi, nhưng tôi thực hiện với mục đích cho vinh quang cá nhân tôi và để tích lũy sự giàu có trong thế giới này. Tôi đã chiếm đoạt hồng ân lãnh nhận bằng cách chỉ tìm kiếm lợi ích cá nhân. Và tôi đã tự lừa dối mình, bởi vì tất cả những điều này không làm tôi hạnh phúc. Thái độ này chỉ gây cho tôi một sự trống rỗng lớn. Tôi đã quyết định và không hề hối hận ngừng đầu tư cho tương lai trần thế và bắt đầu đầu tư cho tương lai đời đời của tôi tôi rời bỏ thế gian để phục vụ và thi hành ý chúa tôi tin chắc rằng thiên chúa đầy lòng thương xót sẽ bù đắp cách dồi dào cho những thiếu sót mà tôi đã kể lại tôi không rời bỏ thế gian nhưng bỏ những gì thuộc về thế gian và tôi muốn dâng mình trong cầu nguyện cho tất cả những ai thiên chúa yêu thương tôi không biết tại sao tình yêu thiên chúa đã cho tôi một cách nhưng không qua các tài năng mà tôi không xứng đáng lãnh nhận để nhờ đó tôi có thể làm việc và thực hiện trong suốt những năm qua và thậm chí tôi không biết kế hoạch mà người đã dành cho tôi điều duy nhất tôi biết chắc rằng tôi đã tìm được kho báu và tôi quyết định bán tất cả để mua kho báu này tôi cảm thấy rằng đáp ứng lời mời gọi này cuộc sống của tôi sẽ có được một ý nghĩa đầy tràn ánh sáng điều này làm cho tôi hạnh phúc lời kêu gọi mà hôm nay tôi đáp trả thực ra tôi đã nghe được từ lâu nhưng tôi không có đủ can đảm đáp trả trong nhiều năm tôi muốn nói với chúa giêsu nhưng tôi không thể thực hiện vì sự e ngại bên trong trước đây mục tiêu cuộc đời tôi chắc chắn là những gì xã hội quan tâm Điều tôi đã được học từ khi còn nhỏ Học hành Tìm một công việc tốt lương cao Kết hôn Có con Ý tưởng phục vụ Chúa không có trong ý nghĩ của tôi Tôi đã tự tạo cho mình một vị thần Vị thần này phải đáp ứng những tham vọng của tôi Tôi đã sống 12 năm trong chiến thắng theo chỉ tiêu của thế gian Tôi có danh hiệu Đại học Stanford tôi thành lập một công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon và lọt vào danh sách 100 người thành công ở tuổi 34. Tôi trở thành đối tác của công ty Deloitte. Tôi đã thưa với Chúa, Chúa hãy nhìn, con đã làm cho tài năng của Chúa Ban sinh hoa kết trái như thế nào. Tuy nhiên, trải qua một nhận thức sâu sắc về tâm hồn mình dơ bẩn như thế nào, tôi nhận ra những hiểu lầm của mình đối với niềm khao khát sự hoàn hảo mà tôi đang tìm kiếm trong mọi thứ trên thế giới và càng đến gần nó tôi càng rời xa từ cái thực sự hoàn hảo của linh hồn bao gồm việc hoàn thành ý Chúa sự viên mãn thực sự mà chúng ta đã được tạo dựng đắm chìm trong nỗi thống khổ không biết phải làm gì với mọi tội lỗi của mình tôi hiểu rằng Chúa đã tha thứ tất cả vì người là tất cả mọi sự tốt lành và nhân từ bây giờ tôi muốn bỏ tất cả để đi theo vị chúa này đấng đã chinh phục trái tim tôi những gì tôi đang sống là một món nợ tình yêu dù tôi biết rằng về phần mình món nợ đó sẽ luôn phải trả tôi muốn chúa chứ không phải tiền là chúa duy nhất của tôi Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.